Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần ISO khoen nhỏ. Đấy, chiều dài 4 mét rưỡi, độ cứng 3. Đấy, này đang một size này. ISO khoen nhỏ. Cùng ba bát gà máy đây. Phần xoay cần. Đít cần. Đó. Khuyên này. Ngọn xoắn này các bạn, ngọn xoắn. Khoen rất đẹp. Khoen bát là thường các bạn. Cân trọng lượng cho bạn xem. Ba trăm hai mươi gram ạ. Đó, nước ngọn. Ngọn này. Một ly rưỡi gọi, đúng không? Một ly rưỡi. Đầu alo này to đấy. Cũng thoát cước tốt. Vừa rồi thầy đang xin để giới thiệu các bạn cần ANT ISO khoen nhỏ, chiều dài 5m4, độ cứng 3. Sáu đốt, cả đốt ngọn là 6 đốt các bạn nhé. Số đốt là 6 đốt. Đang Fixing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fixing.